Đường lên điện cây quế. Ở đây có rất là nhiều cây ăn trái là được bà con ở đây trồng và chăm sóc. Đây là sáng sớm bà con mới tưới nè, còn ướt luôn. Này có đu đủ, chanh, dừa nữa. Đây đường lên điện cây quế đó. Đây những tảng đá. Đó, đường cũng còn hơi hoang vu ha. Giờ ta chẳng còn chi, mày trắng tay mà thôi. Đời bạc răng lòng phú phàng, tình kho kim như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu du là thế, đâu biết đến ngày mai. Nên giờ đây mới trắng tay, ngồi trước tấm gương sáng soi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếm sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh xa kịp đỏ đen. Sáng hôm nay thì Niệm tiếp tục hành trình đi lên điện cây quế. Đây cảnh nơi đây phải nói là đẹp. Đây đi qua điện cây quế. À, này có cái đường xe, đường đan xe chạy. À, nó có hai hướng, không biết là mình có đi nhầm hướng hay là không. Hồi nãy có thấy cái bảng, cái mũi tên mà vẽ mình không hiểu. Rồi mình đi qua đây thì coi, cái nhiều mà không phải thì mình sẽ quanh trở lại. Cáp treo xa xa bên kia có cáp treo, xa quá cho nên là quay không có thấy rõ được. Em đã tới điện cây quế.
Đây đây, điện cây quế. Xưa có tên là điện đầu. Xưa có tên là điện đầu nha. Đây. Mời các bạn đi tham quan một vòng nha. Đây có nhiều bà con cũng đi hành hương. Đây rất là đẹp, gió rất là mát. Đây ra xa cái tàu nó leo lên tới trên đỉnh núi là sướng cái là nhìn ra cánh đồng rất là đẹp, xa xa là có đồng lúa và những cây thốt lốt, rất là nhiều cây thốt lốt trên cánh đồng. À, một cô bé đã buồn, rất là buồn ngủ. Giọng hồi cô bé khóc luôn ạ. Mà chuẩn bị chúng ta vô cũng đạo lẽ hướng dẫn. Nữa. Xa đi lại chưa rồi chắc này về đấy giờ đó rồi. Đây là điện thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.